Override Legend là game hành động Dead Like được phát triển và phát hành bởi Blin Studio, một nhóm phát triển trẻ tại Hồng Kông. Game hiện đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ cộng đồng game thủ Đài Loan, Macau, Hồng Kông, v.v. Bối cảnh được diễn ra tại một thành phố trong tương lai theo cách cyberpunk huyền ảo. Tại đây, người chơi sẽ gia nhập và đồng hành cùng các cô nàng chiến binh xinh đẹp, hay cùng họ đứng lên chống lại lũ binh đoàn trí tuệ nhân vật đang thống trị tại thành phố này và trả lại sự tự do cho những người dân vô tội. Nhiệm vụ của người chơi là di chuyển nhân vật của mình né tránh và tấn công những con robot trong game. Điểm khiến các người chơi thích thú chính là khả năng trí tuệ nhân tạo của các con quái trong game. Được thiết kế vô cùng thông minh, chúng có thể tấn công và bẻ hướng cùng lúc với người chơi có thể gây sát thương một cách bất ngờ. Do đó, người chơi cần phải bình tĩnh và phản xạ nhanh để tránh những tình huống đó xảy ra. Bên cạnh lối chơi hành động hấp dẫn, người chơi có thể lựa chọn các lớp nhân vật khác nhau để trải nghiệm và tìm kiếm lớp nhân vật phù hợp cho mình nhất. Mỗi lớp nhân vật sẽ có những kỹ năng và thuộc tính độc quyền, từ đó giúp cho người chơi có một trải nghiệm đa dạng trong các hoạt động VE và BB. Nhờ vào tông màu tươi sáng cùng đồ họa 2D pixel ngộ nghĩnh mà game có phong cách đồ họa vô cùng độc đáo. Ngoài ra, tạo hình của các nhân vật trong game cũng ngộ nghĩnh và đáng yêu không kém, tạo cho người chơi một trải nghiệm thư giãn thoải mái. Tuy game vẫn chưa chốt ngày ra mắt chính thức, nhưng nếu bạn đã quen với dòng game Dead Like này thì chắc chắn sẽ dễ dàng quen thuộc và hứng thú với tựa game mobile này.